tam giác. Rồi bây giờ nhìn nè, có rất nhiều bạn đang đặt trước mặt mình nè. Bạn xác định cho cô khi tới đây bốn nếp gấp lẻ này nó phải nằm ở trên, còn cái nếp gấp đôi cuối cùng nó nằm ở bên dưới. Còn ai đang bị ngược lật lại cho cô đi. Rồi tới đây, đây xong rồi, giải quyết xong khăn này nữa nha. Rồi tới đây nè, trước mặt mình như vậy, bông lấy đỉnh làm chuẩn, vẽ vô một tam giác, cái đỉnh làm chuẩn vẽ vô đây thành hai tam giác. Xếp móng tay. Xếp móng tay. Tập khổ quá mà, tập một tay. Rồi tới đây được chưa? Rồi cái đuôi thằng nó dừa ra phía sau nè, để công cúp nó ra phía sau đi. Rồi, ok. Cái này được chưa? Cúp ra phía sau. Cúp đuôi ra phía sau đi. Rồi, bể gặp đôi lại thằng này chiều ngang gặp đôi lại nè. Tới đây đúng không? Rồi, bể đôi thằng chiều ngang vô. Đưa mấy cái nếp gấp ra ngoài rồi kéo lên. Anh lột dùm. Cái mũi tàu nè, cái mũi nó bị. Mày quay cái mũi tao đi, tao đẹp hơn. Mày lấy kiểu mà.